Chào các bạn, bài tin tức hôm nay mình sẽ nói về một giáo viên ở Texas, người mà cố gắng liên lạc với Tổng thống Trump để đuổi cổ những học sinh của cô về nước, đã chính thức bị đuổi việc. A Texas school board voted unanimously to fire a teacher whose xenophobia was exposed by her own inability to properly use social media. Bộ giáo dục ở Texas đã bầu cử thống nhất là sẽ đổi việc một giáo viên vì sự sợ người nước ngoài của cô đã bị phơi bày sau khi cô sử dụng mạng xã hội một cách không khôn khéo. In June, the Washington Post got its hands on tweet sent to Donald Trump from Fort Worth High School teacher Georgia Clark. Those tweets asked Trump to clean up Fort Worth and get rid of undocumented students from her district. She also had other racist things to say, such as, Texas will not protect whistleblowers. The Mexicans refuse to honor our flag. Clark said she thought the tweets were private, though of course they weren't. Clark's terrible mindset and social media skills unearthed investigation of previous infraction by Clark that seemed to run along racial lines. Example included calling a group of students Little Mexico and telling a girl that her hair was nappy. Almost immediately, the Fort Worth Independent School District Board voted 8-0 to terminate Clark's employment. Clark appealed her firing, but on Tuesday, the Fort Worth ISD unanimously overruled her challenge and made it previous decision final. Tổng quát là cái từ xenophobia, đó là cái sợ người nước ngoài. Còn tweet là message một người nào đó. Thì bà này bà gửi cái tin nhắn tới Tổng thống Trump mà bà tưởng là cái tin nhắn đó là private riêng. Tuy nhiên, cái tin nhắn đó đã được phơi bày cho công chúng đọc. Ai cũng có thể đọc được. Người ta thấy là cô ta rất là racist. Có nhiều câu rất là kỳ thị chủng tộc, như là Texas sẽ không bảo vệ người trị điểm đứng ra mà kiện cáo đó. Người Mexican không có chịu tôn vinh cờ của Texas. Sau khi mà bà gửi cái này ra thì họ tìm thấy, người ta unearth ra, tìm thấy một số những cái tweet của cô ta cũng vi phạm về cái tội kỳ thị chủng tộc. Ví dụ như là cô ta nói một nhóm học sinh của cô ta là Little Mexico, mấy đứa Mexico nhỏ, và nói một con gái là cái tóc của con gái đó giống như là cái tả thay cho baby. Và ngay lập tức Independent School District ở Fort Worth đó, họ vote là 8-0 để hủy cái đơn làm việc của bà Clark này. Clark đòi kháng cáo, nhưng mà ngày thứ ba đó Fort Worth ISD đã đồng nhất để mà bác bỏ kháng cáo của cô ta, nói rằng cái quyết định lần trước là quyết định cuối cùng rồi.